đâu rồi. Loa loa loa. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà đâu rồi? Loa loa loa. Ủa sao này chưa hiện lên vậy ta? Ờ đây này hiện lên rồi đây nè. phải mở cái volume xuống một xíu. Trời ơi, chào cả nhà, hai người, sáu người, hello Tammy hello Annie Trương. Trời ơi chán quá, hôm nay thứ mấy vậy ta? Tôi chết, hôm nay thứ mấy vậy mọi người? Thứ ba hay là thứ tư vậy ta? Ừ. Hmm quên rồi nhốt nhà lâu quá quên bà thứ hôm nay thứ mấy rồi Chỉ có biết là ra mở thơ coi thử coi cái chắc ngày hai nó giờ chưa mà chờ hoài chưa thấy không biết là nó qua nhà mình hay qua nhà kế bên gì đó cũng kệ nó cũng không biết nữa mà ngày hôm nay nè mọi người tôi bút xúc dữ lắm mọi người tự nhiên cái cái ông nội thống đốc ở sớm tôi cái uh, leo lên tivi cái la làng nói là nhốt thêm tháng nữa trời bây giờ tôi lên đây tôi ngồi tôi khóc tôi cầu cứu với mọi người coi thử coi mấy cái quê của mọi người có người nào bị nhốt thêm tháng nữa không chứ nhốt gì nhốt quá trời nhốt đã nhốt và đập đập tập này là tập 3 rồi đó mọi người lúc ban đầu á là ông nói ông nhốt chỉ có nửa tháng thôi xong cái mình nghe ờ à, nhốt nửa tháng thì cũng được coi như là à, tiền trong người của mình nó cũng còn có chút xíu thì cái gì mình à, trả tiền nhà tiền cử còn được cứ uh, nhốt ha, hai tuần đầu cái thấy nó im re bà rè tự nhiên ông lên nó leo lên nó thôi nhốt thêm tháng mình nói chết nó trợ cho nhốt thêm tháng giờ tiền đâu nhà tiền nhà cửa quá trậu quá đất rồi sao rồi, chả cái uh, mình cũng ráng, ráng 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 đu theo chứ biết làm gì giờ vậy mà tôi định chuẩn bị ra tôi mở cửa coi như ở nhà tôi rồi tôi sắm sửa đầy đủ nha nào là mặt nạ rồi nào là face shield rồi nào là này nọ tôi cầm bao nhiêu là uh, rúng ra rúng rãng để chuẩn bị ra tôi chiến đấu với con virus 19 chín đó tiệm tôi đi giết vi khuẩn rồi giờ kêu nhốt nhà thêm một tháng nữa có ác đạn không trời ơi tôi buồn giới sợ luôn nhốt thêm một tháng nữa làm sao trời bad, một tháng bad. nữa trời ơi hả sao con nhiều ai gọi người ta đang livestream Hello, hùng đẹp trai nhất cái Chicago nè Hả? Trời <laughs> đất ơi, em ơi, em supply sắp liếc gì Giờ tiệm có mở cửa đâu mà em quảng cáo bán supply Cái gì ghế spa đang hạ giá hả? Bột nhúng cũng đang hạ giá tè lè luôn hả? Khách đầu xài Không được đâu, anh bên anh còn đóng cửa đây nè em ơi Thôi nhờ, nhờ phiền em gọi lại năm sau đi Năm nay chắc là supply nó sale cách mấy cũng có tiền đó Mua đâu em ơi nếu mà em cần thì tiệm anh bán ngược lại cho em này, này. Muốn không anh bán lại giá rẻ Trời ơi giờ khách cứ đâu mà Thôi 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 cảm ơn em nhiều nghe Ờ ờ à, thì năm sau gọi lại anh nghe Sau Tết đó em Sau Tết nguyên đáng rồi hãy gọi Chứ trước Tết là cũng không có khách khứa gì đâu mà gọi siết gì Không không Tết năm sau là cũng vào tháng 2 Vậy thôi chắc ăn em gọi anh tháng 3 năm tới nghe em nha Qua wow, xong cái, cái năm con chuột này rồi 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 mới tính tiếp em à Ờ ờ à, ờ à, cảm ơn em nhiều Nè con Trời ơi Ba đang nói Ba đang livestream. chim cái, thằng supply nó không vô duyên dễ sợ supply bây giờ này mà gọi quảng cáo mà hàng hải giá hải giá hải giá giết gì trời ơi thời buổi này ra tôi thấy trên supply là chỉ có cái vụ mà 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 cái măng kiến miếng kiến để trên bàn còn on sale rồi người ta sống nhà mua thôi chứ bây giờ supply ai mà bố trời đó câu thiệt á đúng không mọi người biết khi nào mới được làm lại mà đi đi, đi supply, supply? trời ơi thiệt á And tôi rất là khổ hả nữa hả yeah. supply thì nói ba livestream ai vậy Donald Trump gì Trump? Ồ oh, Trump hả? Oh, đó là Trâm gọi ba hả? <laughs> Hello Trâm. Oh my friend, how are you? How are you my friend? You busy? Yeah, no, I'm not busy. I'm not busy. I I, I call you many times. You say you busy. You say you try to do investigator the, the Chinese virus. How's everything going? I wonder where my a thousand twenty uh hundred dollar check. Are they on their way. oh make sure you send it to my house don't send it to my nail salon okay my nail salon closed. send it to my house okay yeah yeah oh i'm doing good my governor tell me close down 30 more days so i just sit here and wait for your check yeah yeah i tell my landlord call you you answer the phone my landlord ask me pay rent i say no money No nail, no money. I ask them call you, okay? So you tell them you pay rent for them for me, okay? Okay, okay. Oh, thank you, Trump. Oh, Trump, you beautiful. Thank you, Trump. Mm -hmm. When you free, you come to my salon. I do your feet <laughs> okay, 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 okay. Oh, bye, bye, Trump, bye, Trump. Đó, đây là con. Đó, mọi người đó là Trump mới gọi tôi đó mọi người. Cái check ngày hai là đang trên đường á mọi người, cho nên ai cũng có check ngày hai trơn á. Ráng cố lên cố lên mọi người nào mà xin tiền thất nghiệp chưa có thì cũng phải ráng chờ ha bởi cho nên là cái gì nó cũng từ từ nó sẽ có tiền còn người nào mà xin được cái sba hay là ppp gì đó xin hết trơn đi tôi nghe nói là cái ppp là nó đang sắp sửa đâu có 300 tỷ nữa 300 tỷ nữa chuẩn bị bơm vô mà không biết khi nào mà nó bơm vô tới tôi tôi không biết nữa mà tôi đúc đơn vô tới cái cửa đó rồi thôi cái kệ bây giờ điều trước mắt là tiểu bang của tôi cái ông nội này ông nhốt thêm một tháng nữa là tôi đang đi hô hào để mà rủ ren mọi người đi leo lên chung một chiếc xe bus để đi xin quay phe chỉ có cách đó thôi chứ bây giờ trời ơi nhốt nhiêu cũng được nhốt năm sao cũng không sao miễn là phải cho người ta tiền để người ta sống chứ bây giờ nhốt mà không có cho tiền tiền đâu sống đúng không mọi người cái gì nó không có cái giá của nó làm chân thì nó cũng có giá làm chân thì bây giờ nhốt nhà nó mới có có giá lên nhốt nhà chứ bây giờ thử hỏi cái tiểu bang của tôi nè người ta nói là nhốt nhà tôi rất lịch sự tôi ngồi nhà im re bà rè tôi không dám ra đường luôn mọi người trừ phi là tôi đi làm từ thiện hay là tôi đi uh, lấy máy bào tay uh, hay là mặt nạ ghế bệnh viện thì tôi mới chui đầu ra khỏi nhà còn nếu không là tôi trốn ở trong nhà tôi mở cửa ra tôi cũng phải mở cửa ra tôi cũng phải ngó qua ngó lại coi có virus corona nó bị vòng vòng hay không nó không có tôi mới dám đi đó còn nếu không là tôi không mới dám ra đường mình rất là hợp tác mình rất là hợp tác với lại chính phủ mà giờ tiểu bang tôi kêu nhốt thêm tháng nữa mà hồi nãy tôi mới đọc tin tức của ông nào mới nhắn tin cho tôi nè Tôi mới lên đó tôi kiểm chứng rồi cái tin tức này rất là thật Đó là coi như là có một ông nào đó gọi là chính trị gia ở miền nam tiểu bang tôi Đang vận động đi thương ngược cái ông thống đốc là cái vụ à, nói là ông thống đốc này à, dùng à, bạo lực à, y quyền để mà nhốt thêm tháng ở trong nhà cái tôi nghe tôi thấy cũng mắc cười tôi nói à ha <laughs> nếu mà bây giờ mình mình chuẩn bị mà mình hùng chữ ký rồi vô mình hô hào mình thương cha chống đốc này đó mà nếu mà thắng thì không biết khi nào mới thắng ra tòa lâu lắm chứ bộ mà nếu mà thua thì cũng không biết khi nào mà thua chắc tôi nghĩ là phải xong 30 ngày nhốt trong nhà này rồi rồi sau đó cái vụ án nó mới ra tòa xét xử đó mà nếu mà ra tòa xét xử rồi thì không biết nó có đền tiền cho mình hay là mình có được chia chác gì không ta ha bởi vì bên tiểu bang tôi nó cũng ngộ ngộ dễ sợ tôi thấy ở Illinois này nó 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 ngộ nó nó nó, nó lạ dữ lắm mọi người một bên thì ra lệnh đi nhốt một bên kia đi thưa rồi bên nọ là rủ nhau ra đường biểu tình tôi thấy cũng mắc cười mà giờ mình thì nó nó thiệt chứ mình nào giờ làm neo làm a làm u mình biết thôi chứ giờ mình biết ra biểu tình này này nó biết đường đâu mọt Bởi tôi cũng không biết tôi lên đây nếu bà con nào mà biết có những cái mưu mẹo hay là có cái gì mà nó 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 bổ béo mét tôi Coi mình có nên xách xe ra ủng hộ biểu tình hay không Hay là mình có nên làm theo uh, Mấy cái đề nghị gì mà Chống đối với thống đốc hay không Thống đốc hay không Lỡ mà nếu mà được mình có thêm tiền sao mọi người Đúng không đó hoặc là mọi người có những cái chương trình xin tiền nào tài trợ của chính phủ mình để cho Thì xin mọi người làm ơn mét tôi Mét tôi để tôi xin chung Rồi tôi suối mọi người xin trợ mình xin tiền mà có gì đâu Khi nào á mà mình ăn gian lẫn tiền ta mình mới cảm thấy nhột Với lại ngại ngùng còn này là chính phủ cho mà mình xin thôi tiền nguyên lợi mà Tôi mới nghe hai ba người bạn tôi mét Coi như là tiền điện tiền nước tiền ga mà mấy cái tiền mà nằm ở trong tiệm á nha mọi người nghe mà cái tiệm mình bây giờ nó bị đóng cửa nó không có mở cửa được đó thì mấy cái tiền đó mình gọi lên mình nói làm sao đó cứ nó cho luôn á mọi người tôi định ngày mai ngủ dậy là tôi cũng khăn gói tôi gọi thử đó coi nè tại vì cái tiệm của tôi là tiền điện nó cũng nhiều tiền lắm chứ bộ tiền điện nó cũng mà bốn năm trăm tháng đó bởi cho mình cứ gọi thử coi mình gọi thử mà nói à, à, tiểu bang nó đó kêu đóng cửa tao đóng cửa tao đóng xài điện đâu sao mày biêu tao không chơi gì mày mà thật ra cái điều đó nó cũng đúng đó mọi người ơi đến nói ra mình không có xài điện thì nó đâu có bill mà làm gì phải không thì nếu mà nó bill thì nó bill tượng trưng coi như là mình trả đường dây cho nó nó nó, nó câu thôi chứ ghế spa mình đâu có xài điện mà mấy lạnh mấy đồ mình tắt hết trơn trội mà đúng không bởi cho nên mình ngày mai chúng ta phải nên ngồi ở nhà suy nghĩ có trăm trăm ngàn cách nào mà có thể mà nó bớt tiền giảm tiền được thì mình 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 làm để coi thử coi là nó có được hay không mà tôi nghe mấy tiểu bang khác như là ở dưới chó trà hay là ở dưới Houston gì Florida gì mà cho cuối tuần này mở cửa lại rồi đó thì thấy nó cũng hay cho mở cửa lại rồi thì thấy nó cũng hay nhưng mà bây giờ mở mở cửa lại rồi cũng có nhiều người nói là uh, có nên đi làm hay không mà sợ virus nó cắn nghe câu nói này thì cũng hơi ớn ớn á mọi người cái điều này thì chắc là tùy duyên đấy tôi thấy là tùy duyên người nào mà cảm thấy sợ virus nó cắn thì thôi người ta ở nhà tiếp tục đi nếu mà đủ tiền sinh sống Mượn nợ nó cho rầm rầm Những gói cứu trợ, gói nào mình cũng qualify Cộng thêm mình xin quay phe mà nó có rủng rỉnh tiền thôi đi làm làm gì Tôi khuyến khích là nên ở nhà thời gian đi rồi tính tới còn những người nào mà nó không có nằm trong cái hoàn cảnh đó nó éo le hơn xíu mà phải cần tiền để sinh sống thì mình phải đi làm mình đi làm bất quá mình uh, mặc nạ mặc đồ mình đeo cho nó nhiều vô mình kỹ kỹ mình rửa tay rửa đồ mình cắm không được ai ho ờ à, khách khứa là kêu ho thì thì mình né nếu không thì mình mình làm cái cách gì để cho mình 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 xịt trên alcohol hay là acetone nhiều cho nhiều vô để cho nó 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 nó, nó giết vi khuẩn. chứ bây giờ mà tự nhiên uh, tiệm mở cửa rồi một số người không chịu đi làm mà số người không đi làm suối những người không đi làm ở ở theo thì nó cũng khổ cho cho tiệm neo. tại vì tiệm neo mở cửa không có thợ làm sao được rồi bao nhiêu khách nó qua mấy cái tiệm ta hết trơn mất hết khách làm sao sao được cũng tội nghiệp đúng không chủ cũng tội nghiệp tôi cũng tội nghiệp nè tôi thấy ráng cố gắng lên mình ráng làm sao uh, mà cho nó đánh đánh đồng cho nó đều chút xíu chứ nếu mà mình cứ sống nhà mình sợ con virus kiểu gì ở nhà mà mà ở nhà công nhận nó cũng sướng thì cỡ như tôi tôi ở nhà tôi ngủ dậy là khoảng chừng hai ba giờ tôi mới ngủ dậy rồi uh, bao nhiêu uh, phim uh, video gì tôi coi hết trơn tôi coi nào là phim kiếm hiệp Mà ngày hôm qua tôi cởi cho nghe bây giờ tôi cởi tôi kể cở chuyện cho nghe <laughs> hôm qua hôm qua tôi nói chọn bao nhiêu phim kiếm hiệp đó nhiều phim kiếm hiệp mà tôi không biết chọn cái phim kiếm hiệp nào cái tôi chọn cái phim kiếm hiệp mà hồi xưa mà kiếm hiệp nào mà tôi biết mà nó 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 đóng lại đó là cái phim gì mà có có cái gì mà 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 dương quá đó dương quá với cô long rồi đó là mấy cái phim đó thời xưa tôi rất là thích mà bây giờ nó đóng lại đóng lại là tài tử tôi nói ở chỗ nó đẹp mà nó bay y chèo hơn hơn cái hồi xưa nữa tôi nói hồi xưa cái kỹ thuật làm phim nó còn còn tệ bây giờ kỹ thuật làm phim nó giỏi dữ lắm tôi nói con cô long nó bay mà nó bay như chim nó bay dù 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 dù, dù bay mà nó không biết quẹo nữa đó nó bay tới đầu kia nó quẹo ngược lại mà nó quýnh người ta vẫn ăn hay gửi sợ chưa nó hay hơn cái kỹ thuật hồi xưa bởi tôi coi tôi thấy nó cũng được với lại bây giờ là cái màn hình nó quay rồi bây giờ nó đẹp đó bởi cho nên nó cái lộng lẫy hơn tôi coi tôi cũng cuốn hút trời ơi ngày qua tôi đang coi coi tôi cái khúc mà con cô lông nó bị nó đang bị hiếp dâm á cái cái thằng gì mà thằng gì mà chí bình chí gì đó cái thằng gì mà ở trong cái phái của một cái phái gì mà 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 mà, mà phái gì ta phái gì mà cầm kiếm nó nè nó đè đầu nhỏ nó hiếp dâm con nhỏ trời đất ơi tôi tự nhiên tôi thấy nó bị hiếp dâm cái tự nhiên tôi uống Chứ, chứ chứ không phải không phải uổng tức dùng cái chữ tức thì nó đúng hơn chứ không phải là uổng tôi tức tôi <laughs> không phải uổng tôi có uổng rồi mọi người tôi tức tôi đang coi cái khúc đó tôi thấy trời ơi, con rồi, nó còn cái cô này nó gió con cái thấy nó bay nó đu dây đồ quá trời luôn mà rốt cuộc bị cái thằng đó hiếp dâm trời tôi tức tôi tức lên rồi cái sau đó tôi tắt cái phim tôi không để coi để tôi coi phim khác nhưng mà nói chung là mình ở nhà thì nó cũng sướng nó cũng vui coi quá trời phim ăn quá trời ăn ngủ quá trời ngủ nếu mà có tiền rủng rỉnh là anh là chí lý lắm đúng không bởi vì bây giờ mình cứ xin là tiền thất nghiệp nè rồi tiền thuế cho nè rồi tiền thuế cho thêm kèm vào tiền thất nghiệp nè rồi sau đó mình xin SBA nếu mà làm chủ tiệm Mình xuân luôn PPP của chủ tiệm Rồi mình đi xin nào là thẻ Lào thiện là công ty điện thoại, công ty tiền điện, tiền ga, tiền nước Mà nó cho bớt tiền thì cũng sướng Bây giờ chỉ còn có một cái cuối cùng chúng ta còn chưa xin mà thôi Đó là xin quay phe <laughs> Cách xin quay phe đó sẽ là như thế này với mọi người Tôi á là tôi chưa bao giờ Chưa bao giờ quay phe hình như là chưa Lúc mới qua Mỹ thì hình như là tôi có xin thẻ khám bệnh Mà tiền thì tôi chưa có xin Mà hồi xưa đại loại đó là có một thời gian Tôi cũng hay giúp mấy người lớn tuổi đó Người ta đi lên mấy cái chỗ mà xin quay Nên tôi cũng học được vài chiêu Kỹ thuật điền đơn xin quay nó là cái gì Mình ở Mỹ á là mình nên nói thật thà Mỹ nó ghét mình nói láo lắm mọi người Mình có gì thì mình phải nói bạch tuột ra như vậy á thì từ Mỹ người ta cứu xét cái tình hình mình là mình là giỏi loại dạng gì dạng gì dạng gì để người ta có thể biết được là mình cần bao nhiêu tiền để người ta cho mình quay phe nó cũng vậy nha mọi người quay phe thì người ta cũng phải biết rằng là mình cần bao nhiêu tiền để sinh sống người ta liệu người ta mới cho mình chứ không lẽ giờ người nào như người nấy đâu có được không nó không phải vậy ví dụ như người này cần hai chục người kia cần bốn chục có người cần tới hai ba ngàn thì sao cái nhịp sống nó khác nhau hết trơn á bởi vì cho nên nó là 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 trong cái quay đó nó cũng coi cái lý lịch nó phải có căn cứ và mình phải nói cho rõ ràng vô ví dụ như đi xin quay trước tiên là mình phải điền đơn nè mình tên họ mình địa chỉ ở đâu rồi sau đó mình nói mình là người có quốc tịch hay không là những cái đó là những cái căn bản thôi đi vô cái chi tiết là mình phải khai cái gì mình phải khai tiền nhà tiền nhà mình là tiền nhà mướn hay là tiền nhà mua đó, thì tiền nhà mướn hay mua gì nó cũng có khoản nợ, đúng không? Thì mình phải khai vô là mortgage Thì mortgage ví dụ như nhà của ông chủ neo nào hay là mấy cô nương neo nào mà ở nhà lớn đó Mà nhà nửa triệu hay là một triệu thì mình phải khai thiệt luôn Nhà tôi 1 triệu Mà lúc tôi mua một triệu đô là lúc đó tôi chưa có ăn quay phe Con virus 19 nó chưa có đẻ Bây giờ là tôi đang sống nhà tôi một triệu đô âm thầm bình thường Tự nhiên cái con virus này nó chui ra Lúc đó tôi mới bị hụt hẳn cho nên lý lịch tôi vẫn là thật sự là tôi đang ở cái nhà triệu Đó, nhà tôi 1 triệu thì cái mua là tôi là 3 ngàn mà nhà tôi ở 1 triệu 3 ngàn thì thuế đó có tôi á phải là 2 ngàn tháng cộng vô là 5 ngàn Là chỉ có cái nhà thôi nghe, mình phải nói đúng lý lịch Là 5 ngàn chỉ có cái nhà thôi, nào là tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền khí bồ Thì cho 200 rẻ rẻ thôi đó là cũng phải là 5 ngàn mấy mà chiếc nhà bự thù lù mình cũng phải có xe nữa tại nhà bự nhà 1 triệu nó đâu có xe bớt thường thường mấy cái nhà mà tôi thấy là 1 triệu hay là 2 triệu mấy cái nhà đó nằm ở trong mấy cái đường hẻm không mà nó không có nằm ở ngoài đường lộ mà nằm đường đường, đường, đường hẻm ở đâu có xe bớt đâu mà chui vô bỏ trên mình có quyền khai luôn là chiếc xe của mình và <laughs> theo lẽ đó mọi người ở dàn triệu ai đâu mà chạy xe côn đúng không mình phải chạy chiếc xe cho nó tương xứng lý lịch là mình có mình có 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 không phải là có quyền nhưng mà cái người mà giám xét cái đơn của mình nó phải dựa vào có căn cứ cái căn cứ nó tính là cái gì người nào mà ở cái nhà ăn vậy đó thì chiếc xe căn cứ á, là thường thường chiếc xe là trị giá lên đến 25% của căn nhà đó thì ví dụ như cái nhà mà của quý vị đang ở một triệu quý vị có thể khai mà vẫn có căn cứ là chiếc xe quý vị chạy lên tới 250 ngàn mà 250 ngàn là coi như là xe như là Mercedes hay là xe thể thao xe Lamborghini đi mà cái đó nó hơi lố thì mình có thể khai xe mình trăm ngàn là vô tư đúng không mình khai xe mình 100 ngàn là vô tư so với cái nhà gần triệu đồng đó thì khai chiếc xe gần trăm ngàn mà xe 100 trăm ngàn là đâu có ít, có ít có người nào mà trả tiền luôn lắm người ta nợ ta nợ thì chiếc xe đó trả một tháng khoảng ngàn rưỡi hai ngàn đô cộng vô là tiền nợ mình xong sinh sống không là bảy ngàn là tiền nợ đó đó là chưa tính tiền là tiền ăn nghe tiền ăn là mình tính vô nhà mình thí dụ như nhà mình triệu thì mình chỉ có bạc ti một tháng một lần đó phải có căn cứ một tháng một lần thì mỗi cái bạc ti là khoảng ngàn thì mình khai vô Đó là tiền đồ ăn của mình Thì nó chỉ có vài trăm thôi Nhưng tiền bạc ti nó tới ngàn Cộng vô Cộng vô là tính ra là tiền mà mình chi trả cho cuộc sống của mình bình thường Đó là lên tới khoảng chừng 9 ngàn đô mà 9.000 đô đó là cuộc sống bình thường của chúng ta Tại vì cái con virus corona này Nó mới làm cho mình không có 9.000 Cho mình mới xin quay pha bây giờ mình yêu cầu chính phủ phải cung cấp cái cuộc sống đó chung chúng ta chúng ta chỉ cần có 9.000 đến 10.000 đô một tháng là ok đó thì khi mà mình up like mình điền vô cái chỗ là mình cần bao nhiêu tiền để mình sinh sống đó đó thì mình điền vô rồi sau đó chính phủ nó mới xét cái lý lịch ờ à, ha ta thấy thằng này nó đúng nè nó bấm cái nó có computer mà mấy người làm quay fan ta có cái computer người ta bấm in, 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 in lên, ảnh ta biết địa chỉ như mình chọn thậm chí ở google nó còn cho cái hình luôn á mọi người để cho cái hình là coi cái nhà của thằng đó là nhà gì luôn á nhà mấy tầng luôn nhà máy gói đỏ hay là nhà lá hay là nhà gì nó biết hết trơn trọi luôn nó biết rẹt 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 hết trơn nó bấm vô rồi là biết hết nó bấm ảnh ảnh vô ờ à, à, căn nhà này đúng là căn nhà này giờ chỉ giá khoảng 1 triệu nè ồ ta thấy luôn xe cuốn này cũng cả trăm ngàn đây nè coi như là tiền của thằng này nó xin quay mà nó đòi mười ngàn là hợp lý đây nè đó thì nó hợp lý thì nó mới cho mình mười ngàn còn những người nào mà cuộc sống người ta chỉ có 1 ngàn hay là 500 Thì người ta sẽ được 500, một ngàn đó là chuyện của người ta bởi trên cái vấn đề quay phe nó đâu có nó đâu có ép buộc mình làm mình là người gì đâu miễn là mình không có tiền sinh sống thì mình có quyền sinh quay phe thôi tôi là tôi định uh, theo cái theo tôi nghĩ theo cái uh, mưu mẹo và theo cái cái lý thuyết đó đó mọi người là chúng ta là phải được thừa hưởng cái quyền đó cho nên là tôi định ngày mai là coi như là tôi cuốn gói uh, vợ chồng con cái tôi mang lên quay phe tôi xin cuộc đời tôi là tôi xin uh, nếu mà 10 ngàn không cho thì cho thục lại là năm bảy ngàn cũng được đó mà năm bảy ngàn đó mình tôi cũng chưa khai ra con tôi tôi còn nuôi con tôi nữa tôi có tới bốn đứa thì đứa nuôi ít nhất mấy cả ngàn đồng chứ bộ trời ơi nó con nít rồi nó cũng ăn dữ lắm chứ bộ ra mcdonald một lần ăn là cả chục đồng rồi đó chưa tính là uống nước ngọt hay là lâu lâu dắt đi coi phim nữa mà phim này bây giờ thì nó đóng cửa rồi thì mình cũng phải mướn ở trên, uh, trên 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 uh, trên trên, này nọ mình quay ở nhà rồi mình phải mua popcorn bắt đồ cho tụi nó ăn mà mấy tụi nó đâu có phải ăn như mình đâu mà ăn cơm ăn đồ nó toàn là ăn đồ mỹ hamburger với steak không à một một miếng steak nó cũng là mấy chục đồng thấy chưa thì cộng vô tiền con đích là một đứa một ngàn đi chẳng hạn vậy con tôi bốn đứa bốn ngàn đó, bốn đứa 4.000 tôi khai là 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 tôi nuôi Còn vợ tôi cũng cần nuôi, vợ người lớn nó tự nuôi thì mình tôi là tôi nuôi bốn đứa con này bây giờ cho tôi ít nhất là khoảng 10.000 cộng thêm bốn đứa con là 14.000 còn gì nữa. Đó, thì bây giờ tôi xin á là 14.000 nhưng mà tôi nói rõ, bây giờ tôi rồi nghĩ cái uh, trụ sở wifi đó đó là tặng cho tôi 14.000 sinh sống cho bản thân tôi phải cung cấp cái cuộc sống tôi 14.000 một tháng. Nhưng mà tôi không cần nó qua tới hợp đồng 5 7 năm không cần đợi khi nào mà cái con virus này nó chết rồi hoặc là có vaccine rồi hoặc là mình không sợ con virus này rồi lúc đó tôi sẽ thông báo là tôi stop khi nào mà tôi đi làm lại bình thường rồi tôi không cần 14 ngàn quay phe nữa đó mình là mình phải thật lòng mình phải nói với người ta như vậy trời chứ ở mỹ là mình mà mình gian lận quá là không có được mình phải nói thiệt thành với người ta đó tôi là tôi thấy điền đơn lặng vậy đó thì bây giờ đó là mọi người nào mà nếu mà muốn cảm thấy đi chung quay với tôi đi xin đồ cho nó hùng hậu khai đơn đồ mình giúp qua giúp lại điền đơn tiếng mỹ tiếng u rồi nó cũng khó lắm nha mọi người tiếng anh nó chứ khó lắm đó rất là khó thì nhiều lúc mà mình có thể giúp nhau điền qua điền lại thì giúp nhau chúng ta đi xin quay một lần đây để cho nó tiện để cho nó tiện tôi biết cái chỗ wifi gần nhà tôi rồi cái sớm đó tôi biết rồi cái bãi đậu xe nó rất là bự mình có thể chạy xe mình tới cũng được mấy anh chị nào mà chạy xe ví dụ như là lem hay là xe bằng cả trăm ngàn đô mà sợ chỗ wifi đó không tin mình lái lên luôn cho nó coi đó chiếc xe tao đang chạy đây nè là cái trăm ngàn tao đâu có nói láo đâu cái trăm ngàn đô mà là không cái đây không phải là tao sống cuộc sống là cuộc sống bình thường nhưng mà tại cái con virus 19 nó hại đời tao nên tao mới khổ sở Chứ bình thường là tao không có cần quay phe Mình phải nói rõ người ta vậy Đó Người ta nói ăn ở theo thời Đúng không? Đời nó lên voi và nó xuống chó là chuyện bình thường <laughs> Mỹ nó cũng hiểu cái đạo luật đó nữa mọi người Đó bắt quá thì mình dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh Yesterday I was an elephant But today I'm a dog đâu có sao đâu đúng không mình chỉ cần nói và rõ ràng có căn cứ là mỹ nó thông cảm nó cho hết trơn đó mọi người đừng có cảm thấy như là à, xấu hổ hay là kỳ cục rồi này nó không có đâu trời ơi xấu hổ kỳ cục gì nên mình nên xin đó là cái quyền lợi của mình đây là cái quyền lợi mình có quốc tịch mà đó thí dụ quý vị mà chưa có quốc tịch thì mình còn e ngại mình còn sợ còn mình nó có quốc tịch trời ơi tao là công dân mà tao công dân mỹ tao là người mỹ nhìn mặt tao đen đen có râu kiểu gì nhưng mà tao mỹ trắng mày ơi cái lúc mà tao xin vô quốc tịch là tao tao điền đơn là tao ước mơ tao sẽ trở thành người công dân mỹ trắng của nước mỹ rồi bởi vì cho nên nếu mà mấy tụi bay không nghi nghi ngờ cái thân phận của tao mấy mày có thể lật lại cái cuốn sổ mà tao điền đơn quốc tịch đó tao móc vô rõ ràng là tao ước mơ Ta trở thành công dân của Hoa Kỳ mà luật dạng Mỹ trắng. Chẳng qua tại vì cái mặt mình vẫn còn đen vậy thôi, râu ri nó vẫn bợm chợm gì thôi. Nhưng mà tôi là thanh lịch của tôi là đã làm công dân Mỹ mà Mỹ trắng rồi. Bởi vì cho nên tôi là Mỹ hoàn toàn. Mà nếu mà chúng ta mà Mỹ hoàn toàn thì chúng ta có quyền yêu cầu cung cấp cuộc sống cho chúng ta những lúc hoạn nạn. Đúng không? Bây giờ bà con nói 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 tới thì bây giờ nói nói lui. Thí dụ như bây giờ mình khai thiệt mình nói ơi à, Tao tao khai cho mày nghe là cái nhà tao nó không tới 1 triệu nhưng mà lúc tao mua nó cũng ra 800 ngàn đó Nhưng mà bây giờ tao là tao đoán là kinh tế nó mỗi lúc nó một lần thì tao đoán là cho thêm 200 đi là thành một triệu Đó mà bây giờ mày không tin cái nhà tao ở một triệu hay là mày nghĩ nhà tao ở một triệu nó quá mắc thì bây giờ mày, mày kiếm người bán đi Mày kêu người bán giùm tao đi Nếu mà mày bán được 1 triệu tao bán liền cho mày Tao chịu sống cái nhà nhỏ lại không phải là tao vẫn ước mơ tao muốn sống cái nhà nhỏ lại nhưng bây giờ đứa nào mua tao một triệu liền tại chỗ tao bán ngay đó chiếc xe cũng vậy mọi người nói đi cũng phải nói lại chứ chiếc xe lúc khi mà trước khi có con virus 19 á là tôi mua chiếc xe cả trăm ngàn mình trả tiền bình thường tự nhiên cái con virus 19 này nó loài ra nó làm cho mình không có tiền trả nữa thì mình phải đi xin chính phủ tài trợ thôi thì mình nói thiệt chiếc xe tao mua là chỉ giá 100 ngàn mà bây giờ tao không có khả năng để trả tiền tại vì mấy tụi bay bắt tao nhốt ở nhà không có cho đi làm hay tiền đâu môi ra tao trả bởi cho là tao không có tiền trả xe trăm ngàn đó mà nếu mà mày muốn người nào mà mua được chiếc xe lại trăm ngàn tao bán liền tao chịu đi xe bớt nhưng mà mày kiếm người nào mua chiếc xe trăm ngàn tao đi tao bán liền tại chỗ nếu không mà mày mua đi tao bán lại cho mày ngược luôn thấy chưa không phải là mình quá tham mình yêu cầu chính phủ cho mình Tối năm bảy ngàn hay là 10 ngàn đô cuộc sống mình bình thường nhưng mà cái đó là cái nhu cầu căn bản của chúng ta đó mọi người theo tôi nghĩ gì là rất là hợp lý tôi nghĩ gì hợp lý đó mọi người bởi vì cho nên đó, chúng ta phải mạnh dạng lên chúng ta cùng đoàn kết lên cứ xin hết tất cả những chương trình chính phủ tài trợ đi đó rồi sau đó chúng ta là đi xin quay luôn cho nó nhốt hoài kiểu gì tiền đồ ăn Bà con nghĩ coi Ăn gì giờ Trời đất ơi ăn không tôi không biết ăn gì luôn á Thiệt á Bây giờ nó nhốt bây giờ tôi tôi nói chứ tôi nói chính phủ quá mày, mày mày, mày 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 nói đi Tao hợp tác tao công nhân tốt đây nè Bây giờ mày nhốt tao 1 tháng tao chịu 1 tháng mày nhốt tao 10 tháng tao cũng chịu nữa Nhưng mà mày phải cho tao tiền chứ Phải cho tao tiền chứ không có tiền làm gì mày nhốt được Trời nhốt hoài nhốt, nhốt hoài đuổi điên làm sao được Đâu có có không có tiền Trời nó có tiền đâu mà sao sinh sống được Đó bây giờ tôi nên bây giờ tôi á nghe Mấy cái bill của nhà tôi á mà tôi nói nó nhốt cả một cái thời gian này là ai cũng phải ở nhà hết trơn mà chỉ có mấy cái thằng đưa thơ mà những thằng chuyên đưa bill nó không bao giờ nó ở nhà ngày nào nó cũng mang bill tới cái cột cái, cái cột tờ thơ nhà tôi hết trơn á tôi ra tôi thấy cái cột bill hả là tôi dở ra cái bill bill này là 500, trăm bill kia 700 trăm bill nọ là bao nhiêu tiền đó tôi cũng à, lấy tiền tôi dán xé dán rồi tôi bỏ vô trong bao thơ tôi dán ẹn gỡ ngược lại cho nó đàng hoàng mà tôi không có đưa cái check Tôi chỉ viết là tao đang bị nhốt nhà Ai quánh đò tiền đâu trả Đó Mình nói sự thật mà Đó trong cái thời kỳ này nếu mà nó không có tin mình đó Mấy cái chủ biêu mà nó không có tin mình Thì nó có thể lật lại cái lịch sử Trên tin tức của Mỹ không bao giờ giấu giếm Tôi đang ở Chicago Tôi đang ở Illinois Cái thời điểm mà tôi gửi cái check này ra Tôi gửi cho các bạn tôi gửi cái thơ này ra Nó có đóng mọc của bưu điện đàng hoàng Tôi đang nằm trong thời kỳ nhốt nhà bây giờ ai quánh đờ tao bị nhốt nhà tiền đâu ra mà trả đó tôi cứ viết vô hai cái hàng đó tôi lấy con tem tôi le cái lưỡi tôi dán cái vô cái bao thơ tôi gửi ngược lại tôi gửi ngược lại bill đào nó gửi cho tôi tôi gửi ngược lại hết trơn trọi có nghĩa là tôi có giải thích rõ ràng chứng cứ đàng hoàng bây giờ mày nhốt nhà tiền đâu trả chờ khi mày thả tao ra khỏi nhà tao có cách tao kiếm tiền rồi có tiền nó mới trả chứ giờ nhốt nhà trời ơi tiền nó mà, mà mà tiền nó ngoài đường chứ tiền nó trong nhà đó đúng không mình có lý do mình có lý do bởi cho nên đó, theo theo lẽ là theo những cái quyền lợi của mình như vậy là mình phải chịu như vậy đó mọi người mà sao cái vụ này đó mọi người tôi mới học ra một cái tôi cảm thấy là tôi thông minh đó mọi người giống như là mọi người biết là tôi thông minh là tôi biết rồi mà cả nhà cũng biết tôi là thực rồi mỗi người thông minh rồi nhìn cái mặt gì là biết mình mình là người thông minh tôi khôn lắm cho tôi khôn nhiều lúc nhiều lúc tôi tự khen tôi luôn đó tôi khôn tôi là người khôn thiệt đó sau khi cái vụ án này rồi đó mọi người tôi mới suy nghĩ ra một điều là nếu tôi trở lại làm neo tôi phải làm cách nào cho nó khôn khéo lên đó để cho mình à, mình kêu bẩn gì ta khi vẫn gì ta nếu mà dùng cái tiếng việt thời nay là chúng ta phải lôi cái lôi kéo cái trí tuệ chúng ta xâm nhập vào cái người neo để cho mình làm cho nó khỏe sở dĩ mà tôi nghĩ ra cái mu này đó mọi người là tôi kể câu chuyện này cho nghe câu chuyện nó là ăn vậy mà tôi nói thật thường thường, thường thường đó là mình mà bị uh, một cái chuyện gì mà mà nó tai hại cho đời mình thì mình mới học hỏi được cái khôn đó người ta nói là học điên đàn học sàn khôn nếu mà mình không có điên đàn đó mà mình ở nhà đó nhiều lúc mình cũng bị người ta gạt bởi trên khi mà mình bị người ta gạt rồi mình tự học sàn khôn đó cái chuyện đó là cái gì tôi ở nhà mà tôi cũng học được sàn khôn <laughs> câu chuyện đó là cái gì tôi có một cái tiệm neo đó thì coi như là tiệm neo của tôi là tôi cũng ước mơ tôi cũng ước mơ cho tất cả những người khác thôi chợ làm neo ai là không có ước mơ đúng không quý vị à đúng không mọi người chúng ta đều có ước mơ như nhau hết tôi ước mơ tiệm neo tôi là khách sang khách sạch khách đẹp rồi thợ neo của tôi cũng loại y đạn vậy đó là thợ đẹp thợ sang thợ sạch đó cũng y chang vậy còn tôi cũng vậy mặt tôi đen đen nhìn dơ dơ nhưng tôi vẫn ước mơ tôi là sang tôi là sạch đúng không tôi ước mơ dữ lắm bởi vì cho nên tôi đầu tư trong cái tiệm neo của tôi đó, rất là đúng đường đó coi như là ha tôi uh, thiết kế vẽ uh, sạch sẽ ngồi ghế spa làm sao làm sao phải vô cái phong thủy cho thiệt là đẹp đẽ như mọi người rồi sau đó tôi làm cái website tôi nói trợ ai cũng nói còn cái website để cho khách nó lên nó lấy hẹn đồ này nọ này nọ tôi cũng làm một cái website tôi gọi một công ty website mà công ty website này có thật đầu như làm ở bên việt nam hả đâu đó nói tiếng việt nó nói tiếng việt ở bên việt nam á cái okay, tôi nói cho tôi gọi tôi nói ờ cu cu à anh làm mail tiệm nail của anh nó ở cái xóm gì nè ước mơ của anh là anh cũng muốn làm một cái website mà cái website của anh nó phải làm cho nó đẹp đẽ sạch sẽ uh, website rất là đơn giản thôi liệt kê là phục vụ là uh, là tiệm anh là phục vụ gì phục vụ gì rồi chỉ tiêu anh là anh muốn khách sang khách có tiền tip đồ này nọ như vậy nếu mà bà quan cô bác nào ở trong cái xóm nó muốn lấy hẹn thì gọi vô website coi như là tôi nói làm nó rất là 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 là, là, là chuyên nghiệp nghe đó, rất là chuyên nghiệp tôi nói cái thằng mà làm website kiểu như vậy đó. Xong kia nó nó ờ ok vậy thôi, bây giờ anh có mua cái tên gì mà trên website có nó gọi là domain gì chưa? Cái tôi nói chưa? Mà bây giờ nếu mà em mua thì anh muốn anh em muốn thì anh mua. Cái tôi mua, tôi mua cái đồ men coi như là cái website đó là mình phải có cái tên giống như là là, là 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 tên tiệm mình vậy đó mọi người. Thì tên tiệm mình ví dụ như là tiệm mình là uh, beautiful nail nếu không là uh, flower nail thì tên mình tên gì đó thì mình lấy tên đó vô. Cái tiệm của tôi là cái tiệm tên là 123 thì tôi lấy tên là 123 đó 123 neo kiểu như đại loại như là cái tên vậy đó xong cái à, tôi điền vô tôi mua cái tên miền đàng hoàng rõ ràng nó cái tôi làm cái account của Mỹ tôi trả bằng thẻ credit card nghe rồi à, coi như là tôi có uh, password tôi có user ID rồi này nọ vậy á xong cái uh, thằng uh, làm một website tôi á nó mới nói là bây giờ cho tôi cái uh, password ID với là ID đồ này nọ đi nó hợp tác nó sẽ làm được tôi một website thủy thật là lỏng lẫy làm website như tôi vậy đó nó hỏi tôi là trong tiệm tôi sơn sao uh, thiết kế thế nào để nó làm cái website cứ tôi nói cho em em ráng làm website của anh sao mà giống như là cái cung đình đó có nghĩa là khách nó đi ngang qua là nó phải nó phải dòm nó mất hồn vậy nè đó nó phải mất hồn nó nhìn trong cái website của anh là nó đúng hình luôn nó đúng hình luôn rồi sau đó là mình mới dụ nó cái tư thế như vậy đó là nó mới có cơ hội vô tiệm của mình đó cái thằng đó nói yên anh yên tâm đi đỡ em làm cho trò em chuyên nghiệp dữ lắm chứ là em học cái thời điểm này là em đi dai đùa xuất sắc dữ lắm anh đừng có lo tôi tin nó rồi cái nó đi dai cho tôi nó đi dai cho tôi là màu đỏ màu xanh màu này nọ tôi nói nó đẹp đẹp ý như là là, là 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 là, cái cung đình mà tôi ước mơ vậy đó mọi người nó đẹp dữ lắm kia nó nói khỏi nhiều tiền tôi nói nó nói tôi hỏi nó nhiều tiền nói ba ngàn tôi ký cái check rẹt rẹt trả ba ngàn lại tiền liền tại chỗ có website đẹp lỏng lẫy luôn đó là website tôi lên lộng lẫy luôn vậy là tôi xài đâu cũng được năm nay rồi đó mọi người là website khách nó vô website nó khen đồ dữ dội dữ lắm nhờ cái website đó tôi làm việc đó cái ai về cái con virus này nó chui ra nếu mà nó không có con virus này thì, thì đâu có sao tại trăm phần trăm là cũng quỷ con virus này nó chui ra mà nó hại chứ gì chứ con virus này không biết là ngoài trừ là nó lây cái hơi thở rồi đã gì nó còn cắn nát cái website luôn đó mọi người nó lên internet nó cắn nát cái website của tôi luôn Tôi nói hả, có thấy tôi bị nó đưa ra gì nè, tôi bấm lên là ịn 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 1 2 3 neo salon lên nó không có một cái gì trơn á. Từ một website đó bự thù lù biết bao nhiêu màu giờ gì nó cắn nát luôn. Cái à, tôi nói chết cha rồi bây giờ cái website mình nó bị bị virus corona nó nha anh xâm nhập rồi hàng sao vậy nè, tôi gọi là cái thằng đó. Tôi gọi thằng đó tôi nói ê cô ơi cô cái website mà anh trả cho em 3 ngàn năm rồi đó em làm nó đẹp dữ lắm, đang xài hoạt động ngon lành sao tự nhiên giờ mùa này giật sập rồi em. Xong cái nó nói anh ơi chắc là con con virus anh à chứ làm sao mà website gì mà tự nhiên rồi năm rồi còn ngon năm nay ra mà nó lủng lỗ à, ác đảng vậy. Đó, cái nó luận nó quậy cái website đó hả? Tài ăn nát cái website luôn mọi người. Cái tên đó tôi nói cái tôi nói nó cụ cái gì website xong mà tự nhiên đang đang build mà nó giật sập giống như trò chơi gì em. Xong cái nó nói ồ anh ơi tại vì á là cái công ty mà nó kêu anh là phải renew trả tiền một năm một lần đó anh không có chịu trả nữa giật sập cái website anh rồi. Xong tôi nói ủa cái gì kỳ vậy? cái tiền gì mà một, một, năm một lần một năm mà tôi trả thêm ba ngàn một ngàn một, một năm mà trả ba ngàn sao nhiều dữ hả à? cái đó nói hầm cái tên, cái tên mua đồ men gì đó của nó nói đại loại đó là một năm mình phải trả tiền một lần mình không chịu mua cái nó giật sạch cái website rồi cái nói chết nó trò nó rủi rợn sao rồi giờ, giờ theo em ba chân muốn cẳng em lên mua em trả tiền đi cho cái website nó lộng lẫy trở lại chứ giờ đổi thường virus sao được virus người ta đã không vô trong nhà không có khách rồi còn không có website nữa sao được kia nó làm tới làm đuôi không được dễ trơn trọi làm không được chứ chân nó nói uh, password này expire rồi uh, user ID gì không vô được rồi nó hỏi tôi là có nhớ không tôi cũng không nhớ luôn. Trời thế 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 vô duyên không ngồi nhà bị con virus 19 này nó phá cái website của tôi là tôi thấy tôi bật bội dễ sợ luôn. Mọi người thấy chưa? Từ đó tự nhiên tôi học ra cái chịu khôn. Tôi học ra một cái sàn khôn. Có nghĩa là mình làm á mình ráng làm sao mà mình làm trong cái khuôn khổ ước mơ của mình thôi ước mơ của tôi là một người chủ là người chủ vừa sạch vừa siêu sang mà vừa rảnh rỗi đó mình chia việc ra làm còn thợ cũng vậy thợ là thợ mình siêu sang mình siêu sạch mình tránh chứ bây giờ mỗi người mà mình có hai tay mình làm nhiều việc quá không được đúng không bây giờ tôi rút cuộc sau khi cái vụ án con virus này xong rồi tôi trở lại tiệm tôi á Tôi chỉ có một cái trách nhiệm là tôi đi giết vi khuẩn thôi Chứ tôi không cần làm gì hết trơn á Là coi như là trên tay tôi là phải có là cái chai alcohol ngang Tôi gặp đâu tôi xịt hết Tôi giết vi khuẩn, tôi viết vi khuẩn cho tôi Tôi giết vi khuẩn cho thợ tôi, tôi giết vi khuẩn cho, tôi, tôi vi khuẩn cho khách tôi luôn Cho nên vấn đề website với đồ tôi không thèm làm nữa Đó Cái đầu cái tôi, tôi khôn ra Tôi khôn ra cái bây giờ tôi mới tìm người Tôi tìm người thế tôi tôi gọi cho công ty fast boy <laughs> cái này không có quậy quảng cáo nha mọi người mà cái này là khoe tôi khoe tôi khoe với cả nhà là công ty fast boy nó có làm website nó có làm luôn là go check in bao nhiêu khách khứ gì nó sẽ khe hết trơn trọi tôi trả năm tháng có mấy chục bạc à có mấy chục đồng coi như là một ngày mình tốn có đồng hai đồng à mình không cần làm cái việc đó đó mà bây giờ bà con nghe câu chuyện thật lòng tôi chưa tôi phải trả ba ngàn đô cho cái thằng gì đó nó làm website có một năm trời thôi mà con virus 19 nó cắn nát cái website tôi rồi bây giờ tôi ngược lại tôi kiếm công ty fast boy trả có mấy chục bạc lên ta làm website ta làm trọn gói làm bà làm hết với đời khách khứa tôi luôn để tôi rảnh rỗi để mà tôi giết vi khuẩn trong làm gì trơn tôi thấy cái, 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 cái kiểu làm này xong minh chưa sáng suốt vô cùng chưa mọi người ráng tò mò thêm công ty fast boy để mà hỏi liên lạc với họ, họ có những cái gói nào làm marketing làm hay là làm website hay là làm cái go check in. Nó rất là lợi mà tiền nó không có cao. Nó không có cao để chúng ta cái việc đó mình không cần phải phải phải, phải để ý nữa để mình rảnh rỗi để mình 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 rình rạch cái con virus 19. Chứ nếu mà mình đã lên tiệm mà mình đã phải canh chừng con virus 19 rồi, thời giờ đâu mà mình làm mấy cái chuyện khác đúng không mọi người? Đúng không? Bởi cho nên tôi thấy là cứ nên như vậy đi. Còn quay lại cái câu chuyện mà bà con nào mà còn đang cần tiền đó Thì Chicago của tụi tôi nè Hình như là tới 11 tây tháng 5 Bắt đầu mới có cái chương trình là xin tiền thất nghiệp Cho những người làm 1099 Bây giờ là họ chưa có Bởi cho nên ráng chờ thêm tuần hai tuần nữa đi Nhưng mà sau cái vụ này rồi đó mọi người Sau vụ này rồi đó Thì bắt đầu đó Mình mới có suy nghĩ ra một điều rằng là Nếu mà mình trở lại làm Vậy mình có nên làm W2 hay không? <laughs> Hôm nay tao nói trò à, cả tháng nay nằm lăn tới lăn lui ở nhà offline không biết bao nhiêu chỗ Bây giờ mình muốn suy nghĩ ra một điều là cái chữ W2 nó đi xẹt ngang qua đầu chúng ta Đây là tôi nói cái chuyện cá nhân của tôi nha mọi người nghe Tôi có xin tiền thất nghiệp được là bởi vì tôi có cái W2 là bởi vì lúc tôi làm tiệm Tôi cũng khai, tôi lãnh lương W2 Tôi là nhân công của tiệm luôn Bởi vì cho nên tôi đóng thuế W2 Nên bây giờ là khi mà tôi đi khai Cái tiền thất nghiệp thì nó rất là dễ Và tiền thất nghiệp của tôi hiện tại bây giờ Là một tuần nó cho đâu cũng được 500 đồng Đó Rồi ông Trump ông hứa ông cho thêm 600 Ở trên cái 500 đó nữa là gần như là 1.100 một tuần thì nó cũng được, tôi cũng hài lòng. Tuy rằng là nó chưa có đúng tiêu chuẩn 10.000 mà tôi ước mơ. Thì bất quá là tôi cộng lại lần tháng tôi được 4.000 đi. Nếu mà ông Trump cho 600 tuần chẳng hạn gì cho đại loại lần tháng được 4.000, tôi lên wifi tôi nói là lần tháng tôi có 4.000 rồi, bây giờ tao chỉ cần thiếu 6.000 nữa thôi. Mày làm ơn mày cung cấp tao 6.000 là được. Đó. Thì cái vấn đề mà W2 đó mọi người theo tôi tôi thấy nó cũng rất là tốt. Rốt cuộc á tôi tính rồi tôi tính ra như vậy nè hồi xưa tôi làm đúp tôi làm cái tin đi nay đó là tôi cũng đồng cảm với tất cả mọi người là tôi nói trò tự nhiên làm á đi nay mình đâu có đóng thuế đóng gì trơn bao nhiêu tiền mình lãnh hết trơn rồi cuối năm mình tha hồ nói láo nói láo để trừ khấu đồ này nọ chờ ơi để cho đóng ít lại một xíu đó lúc ban đầu á là tôi cũng tính y đảng vậy bởi cho nên là bao nhiêu năm về trước tôi cũng làm tin đi nay thôi đó cái rốt cuộc Sở dĩ lý do tại sao tôi chuyển qua cái w 2 Nó là gì Hồi xưa tôi làm 1099 đó Mà tôi đi làm income của tôi nó giật quá đi Nó lên xuống bao hồi là Mười mấy ngàn bao hồi Ba chục ngàn bao hồi Ba mươi hai ba mươi chín ngàn Nó giật tùm lum nó chạy, chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống khi tôi đi mua mấy chiếc xe bình thường thí dụ như mua xe toyota hay là mua honda hai ba chục ngàn chiếc thì mấy cái lý lịch đó thì không sao mà tôi đụng chuyện cái lúc mà tôi đi mua nhà cái nhà tôi mua đầu tiên á là lúc đó là nhà băng á nó coi cái lý lịch thì cái lịch lý lịch tôi khai trên á nó nói là không có đủ mạnh bởi vì lương của mày nó giật mắt quá đi mà nếu mà cái lương mà nó giật mắt như vậy đó thì cái nhà băng nó sợ là lỡ tao đưa tao cho mày mượn tiền rồi tự nhiên tháng tới mày làm còn có ngàn đồng năm hay làm mày bị đuổi việc mày không có chịu là có tiền mày trả cho nhà băng tao thì sao tao cho mày mượn được thì tôi nghe cái căn cứ đó cũng đúng nó giải thích nó cũng đúng đó đó là cái lương w YouTube á thì nó có căn cứ hơn còn cái tiền này nó không có căn cứ nó đem nó không có cho tôi mượn tiền đó rốt cuộc nó không cho tôi mượn tiền tôi phải chạy đôn chạy đáo tôi đi mượn tiền ở cái nhà băng khác phải trả tiền lời nó cao hơn xíu thì nó mới được còn nếu không mà tôi không có được cái từ đó tôi về nhà tôi suy nghĩ tôi nói ủa gì kỳ lạ à, trợ bây giờ tự nhiên lý lịch thì lý lịch đi làm thì làm thôi chứ tại sao mà cái lý lịch nó khác biệt dữ à? từ đó tôi muốn tò mò vô w2 là cái gì <laughs> cái tôi đi tò bò, mà khi mà tôi đi tò bò đó bây giờ mọi người tánh tôi cũng lạ dữ lắm tôi tò bò là tôi đi tìm những người nào mà biết cái đó bây giờ phải trả lời hết cho tôi tại vì tôi lúc nào cũng hỏi rất là nhiều câu hỏi đi xin quay phe tôi còn hỏi đúng hộ gì làm đó bây giờ tôi mở tôi đi đó bây giờ tôi là tôi khai tôi, tôi tôi hỏi dữ lắm cái tôi vô cái bà khai thuế của tôi á mà hồi xưa cái bà khai thuế của tôi là bà chỉ là người khai thuế thôi xong con tôi nói ủa chị ơi chị em hỏi chị câu này chị đừng có tự ái nha chị mà bây giờ em không có biết gì vấn đề đó về youtube cái tiền nào nó lợi hay là thế nay nó lợi bây giờ em cần một người nào đó mà trả lời cho em coi cái nào nó tốt hay xấu cái cái bà đó bà đó nói đừng tôi giới thiệu cho các bà tổ trưởng bà tổ trưởng là bà đó có cba gì đó là coi như là bằng cấp rất là ngon hoàng hoại lên ra trả lời tôi tôi thích vậy á À, cái tôi nói rồi hẹn cái bà đó chờ ở bữa đó sáng sớm vô hả à, tôi mua ly cà phê đến bàn có rẹt liền tại chỗ tặng bả uống cà phê đàng hoàng để mình hỏi mình hỏi tôi cũng thiệt thà với lắm tôi hỏi chị chị bây giờ chị làm ơn chị giải thích giùm cho em nghe cái W2 với lại cái ten này đi nay hai cái là em biết nó khác nhau rồi em biết thuế nó khác nhau cái gì nó cũng khác nhau hết trơn á nhưng em hỏi có một câu cuối chị trả lời giùm em để cho em thông cái não của em thôi là hai cái này nè rốt cuộc á cái tiền thuế mà từ trong túi em móc ra em trả nó có khác biệt nhiều không chạy Đó, thí dụ như á, là em trả cái W2 này Và em trả cái 1099 này Cái như nhau, income nó như nhau Nhưng mà rốt cuộc rồi đó Thì trong túi em móc ra là em lỗ nhiều tiền Thí dụ như là cái W2 này em trả 5 đồng vì cái Tenena này em trả 5 đồng Hay là em trả cái W2 này 10 đồng Mà em trả Tenena chỉ có 5 đồng Hay là em trả cái W2 5 đồng Mà em trả cái Tenena tới 10 đồng Có nghĩa là chị nói dùm chị em là Cái tiền rốt cuộc em trả là bao nhiêu Đó Cái bà ngồi bà lấy lý lịch tôi Bà ngồi bà rẹt rẹt Bà ngồi bà phân tích bà cũng bà cũng suy nghĩ nữa nha tôi hỏi một câu đó tôi hỏi tuy rằng cái câu hỏi nó đơn giản nhưng mà bà tốn nhiều thời giờ để truy cứu nha mọi người tôi rất là thông cảm tôi cho bà ngồi hút mấy miếng cà phê luôn bà suy nghĩ bà bấm cái bút tờ sẹt sẹt ra đồ này nọ bà muốn phân tích phân trần tôi nghe bà lấy là chỉ những cái bút tờ bà bấm thôi mà bà đem ra luôn cái máy tính là bên này 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 nên bà cộng lên cộng trước cộng chia tùm lum tà la luôn nha đó tôi ngồi làm thế nè tôi làm thân thì mới kiểu như mình nhờ người ta mà mình đâu có dám hối thúc người ta hối thúc người ta lỡ người ta làm lộn làm sao tôi không có dám tôi người làm thánh gì tôi nói à, chị cứ bấm đi chị chị chỉ bấm chị coi lý lịch em đi em thì thì vậy đó em ở cái xóm đó đó cái nhà em đó là vậy 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 đó thì chị bấm đi thì à, bình thường là em làm nay thì à, em ăn gian được nhiêu thì ăn gian thôi thì ăn gian nó cũng chung chung mà chị à tại vì cái nay thì à, hồi nào giờ thí dụ như em khai ăn gian như là à, tiền xe tiền xăng rồi em à, ăn gian như là dry clean à, này nọ tại em đi làm nail rồi này nọ đó lâu lâu đi đánh bài thu tiền thì em cũng à, khai vô chút đỉnh vậy thôi đó nhưng mà khi nào mà bữa nào mà em chơi hụi mà em hốt trước thì em cũng khai em cũng khai là em cũng có hụi phụ trội mấy cái chuyện đó chuyện sao nhưng nói chung là em là cái căn bản làm neo rất bình thường nên em ăn gian cái ten nay nó cũng rất bình thường đó chứ chị cũng biết làm neo mà em khai quá đâu có được đúng không mình làm neo mà 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 mình mà, 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 mà mình khai mà ở kiểu giống như là người ta đi làm uh, luật sư bác sĩ làm sao uh, sao đặng nó biết nói láo làm sao nó không có tin bởi vì cái bà đó bà biết rồi bà biết rồi ngồi ngồi yên đó đi coi như là ăn gian cái bên ten nidenai làm sao thì mình ăn gian cái bên rất là đại ăn vậy đó nó y chang nhau ví dụ như là một năm là hai năm em phải đi uh, renew license lâu lâu thì em cũng phải lên uh, trên uh, đặt lớp đặt đồ người ta đó đi uh, tu nghiệp chẳng hạn vậy nhiều lúc em ngựa ngựa đi uh, thấy supply người ta bán em cũng mua supply chẳng hạn vậy uh, còn lâu lâu thì uh, uh, tiệm nail của em thì em cũng uh, đi tới đi lui để coi như là mình uh, mình dắt thợ đi ăn đồ này nọ thì mình cũng trả uh, trả, trả trả tiền đồ này nọ Bà nó mày yên tâm đi để tao tao giỏi lắm tao rành cái cú này lắm cái bà làm rẹt 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 in 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 cái bà so sánh nghe bà so sánh cái youtube bà so sánh cái tina này cái ruột ruột ra biết câu trả lời gì không mọi người nó y đạn à nó xem xem nhau à nó không có cái nào trả nhiều hơn cái nào hết trơn trời á nó không có nó như nhau mà nếu mà nó như nhau thì tại sao mình phải khai cái tina đi để làm gì mình khai cái youtube cho nó khỏe đúng không nó như nhau là gì bây giờ thí dụ như bà nói tôi nghe nghe bà nói tôi nghe mà có thể đây là cái sớm tôi cái luật của chicago thôi giá thuế nó khác nhau có thể các bạn ở nhiều nơi khác nhau thì cái giá thuế nó khác nhau cho nên tôi không có nói là chỗ nào nó cũng y đạn vậy tôi khuyến khích các bạn nên mua một ly cà phê ra hỏi cái bà cba ở xóm các bạn hỏi cho ra lẽ cái nào là cái tena và cái nào là cái đất 2 và cái nào lợi và cái nào là hại thì mình nên chọn nếu nó như nhau thì nên chọn đất 2 bà đó bác khai tôi á bà nói tôi nghe là cái gì nè thay vì cái nay của mình một năm mình đóng thuế là cho năm ngày hàng đi chẳng hạn đại loại vậy số tiền nợ thuế của mình là phải năm ngàn đô mình chẳng cái bậc một lần còn cái W2 đó thì mình cũng trả cũng 5 ngàn đô. Mà thôi, lý do tại sao mà hai bên nó đều là 5 ngàn đô là bởi vì nó là thuế. Cái thuế thì nó không có cả tân lên xuống dữ dội như vậy. Cái số nó như nhau thì loại thế nào nó cũng sẽ như nhau. Nó chỉ có loại thế đóng số tiền này và loại thế kia đóng số tiền khác mà thôi. Đó. Thì cái W2 thay vì mình cũng trả 5 ngàn. Bây giờ mình chia ra. 52 tuần để mình trả dần trả mòn thì nó sẽ được bớt cái túi tiền mình lại chứ cuối năm mình khai 5 ngàn mình cũng bị nhiều tiền chứ bộ 5 ngàn tự môi ra cái bụp cả tháng làm đeo rồi chứ còn gì nữa bởi cho nên ít người nào mà khai cái tên này thì phải trả một lần như vậy nó cũng bị sụp hầm bây giờ chia điều ra từng tuần để mình trả tôi thấy có điểm đó có lý cái thứ nhất cái thứ hai nữa là tôi nói bà bà liệt kê tôi bà ra nghe rồi ra tôi nghe là tôi trả tiền thuế vậy trong đây cái bả liệt kê ra bả trả là có một số tiền là trả tiền thất nghiệp có số tiền là trả tiền về già mình vừa hưu có tiền một số tiền là mình trả tiền bảo hiểm y tế lúc về già mình về hưu đó rồi sau đó công ty tiệm đó là chủ của mình đó là cũng trả thêm một phần phụ trội này nọ này nọ này nọ vô trong đó nhưng nói chung là tất cả những lý do lĩnh khỉnh tiền trả như vậy đó thì nó liệt kê ra rõ ràng thì cái bên ten nó cũng có trả rõ ràng y chang vậy nhưng mà nó không có liệt kê quá rõ ràng chi tiết nói chung là hai bên bên nào cũng trả hết trơn á nhưng mà mình trả cái w youtube thì mình trả dần trả mòn rồi cuối năm mình khai thuế thì mình có quyền khai thuế gian như nhau Thí dụ như bây giờ mình chạy xe từ đây tuấn sớm mình có 10 cây số thôi, mình có thể ăn gian khai 20 cây số để mà ăn gian tiền xăng đó chẳng hạn vậy thì mình ăn gian tiền xăng thì hai cái cái nào nó cũng ăn gian được hết trơn chọi bởi cho nên vấn đề ăn gian tới khi khai thuế tính sao bày mưu lập kế khai sao nhưng trước mắt là nên khai cái W2 hàng tuần để cho mình có thể trả dần trả mòn trong cái tiền thuế cho cuối năm mình khỏi cần phải đóng một cái lần một 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 một, một đóng như gì nó mệt cái tôi nghe bà nói vậy tôi thấy cũng có lý nghe tôi tôi nghe bà phân tích tôi nói chọn cái bà này sao bắt khôn người ta chọn công nhận mẹ khai thuế bất khôn thiệt hết chứ Trời ơi, bình thường là tôi là tôi thấy tôi cũng khôn lắm 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 rồi đó Mà bà là bà khôn hơn tôi á bà Cái bà nói ờ à, Chị thấy vậy đó Hùng về Hùng suy nghĩ đi Nó rất là được vậy lắm kia tôi nghe lời bà Người ta khôn thì mình phải nghe theo người ta thôi Đúng không Đời mình là bình thường Đời tôi tôi cũng chấp nhận bình thường vậy đó à, Đứa nào mà nói bậy nói sai thì mình ráng né Còn người ta khôn hơn mình thì mình tin thôi có sao đâu trời ơi công cán người ta đi học ra cba cực khổ lắm chứ bộ người ta học ra hình như là bốn năm bảy năm gì đó mấy ba mấy má học lâu lắm đó người ta mới nói ra kiểu như vậy còn khi đó người ta biết tôi chỉ mình rồi mình vậy là mình khôn rồi tôi nghe lời bà có rụp luôn là từ đó tôi nghe có bà cái rụp rồi là tôi đi khai thuế đó bị youtube kiểu như vậy đó đó là tôi khai thuế đó bị youtube là hàng tuần là tôi trả dần giả mòn trả dần giả mòn rồi cuối năm đó tôi khai cái chính phủ đó cho ngược tiền lại nó trả tiền ngược lại rồi mình ăn gian thuế đó đó rồi từ cái lý do đó mà bây giờ con virus nó sụp hầm như gì rồi á, tôi lại càng tháng phục cái bà khai thuế của tôi hơn. Tôi nói trời sao mẹ này nhìn mặt bà lần đồng mà sao bà giỏi quá trời bà đất luôn. Tôi tôi khen bà tôi khen đó, cái đó tôi khen. <laughs> Đơn bậy khen. Tôi khen bà, tôi nói chọn các bà này nhìn nhan sắc bà rất là bình thường Khi mà con người ta mà khôn hay là này nọ, cái nhan sắc của người ta rất là lộng lẫy Mà bà này nhan sắc rất bình thường Mà bà khôn, Bà khôn mà tôi cũng may mắn là tôi nghe lời bà Nên bây giờ tôi mới ăn được tiền thất nghiệp đó mọi người Thì giờ khi mà tôi có tiền thất nghiệp rồi Chính phủ nói là cho tôi á Tiền thất nghiệp á nuôi tôi là từ 13 tuần Và bây giờ vì có con virus này nó lâu quá Nên kéo dài ra tới nửa năm Thì nửa năm mình có tiền thất nghiệp xuống chứ bổ thì bao nhiêu cái tiền đó là coi như là cái tiền mà mà mình trích ra một khoản một chút xíu đó để mà mình mua cái bảo hiểm gọi là insurance là unemployment insurance đó là mình mua cái khoản tiền đó thì cái công ty đó nó lấy tiền mình nó giữ đâu đó rồi bây giờ mình không có việc làm thì nó phải trả tiền lại nó nuôi mình giống như xe mình vậy thôi nó đại loại như xe xe mình mình mua cái bảo hiểm chiếc xe rồi người ta đụng xe mình thì công ty bảo hiểm nó phải trả tiền để sửa chiếc xe mình thì giống như là tiền 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 unemployed mình nó cũng vậy tiền thất nghiệp cũng vậy mình mua mình bỏ chút xíu tiền hàng tuần ra để mình mua cái bảo hiểm rồi giờ mình sụp hầm rồi mình không đi làm bây giờ là từ là bây giờ là con virus 19 này nó ép mình ở nhà chứ nếu mà lỡ mà mình cảm mình bệnh hay là mình à, què tay què chân hay là có chuyện gì mà mình à, đi làm không nổi đi thì mình có cái bảo hiểm đó để mà nó trả tiền bảo hiểm mà, mà 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 thất nghiệp cho mình thì nó cũng lợi đó mọi người nên tôi tôi thấy là mọi người suy nghĩ kỹ là vấn đề W2 này và ten này bây giờ đây không phải là một cái thời kỳ mà nước tới chân mới nhảy hay là có virus rồi mình mới sợ không phải như vậy nhưng thật ra là mình sống á mỗi lúc là mình muốn nó tăng tiến hơn nó nó thoải mái hơn và nó an tâm hơn là bởi vì bây giờ mình là mỗi lúc một già rồi mình phải cần sống làm sao mà cho nó thật là an toàn đúng không, mọi người Còn virus kia là nó ho để mà lây thôi mình còn sợ mình không dám ra đường nếu mà hồ chi mà mấy cái việc mà mình sống nó phải thật là văn minh hơn cho nếu mà các cả nhà các anh chị nào mà còn chưa có làm qua W2 đó Tôi khuyến khích các anh chị nên chuyển qua W2 Còn vấn đề W2 thuế nó là bao nhiêu Thì nó phải dựa vào căn bản của mỗi người khác nhau Và mỗi thành phố của anh chị sống khác nhau Và số tiền lương của anh chị làm cao hay thấp nó khác nhau Mỗi người mỗi lý lịch nó khác nhau Nhưng nếu mà mình muốn biết tò mò thêm chi tiết thì nên hỏi chủ neo Hoặc là kêu ông chủ neo hỏi bà CBA rồi bà CEBA bà phải liệt kê lý lịch từng người ra bao nhiêu thì nó mới nó mới nó mới quan trọng cái việc đó nó chỉ có một điểm mà tôi thấy á, nếu khai w YouTube đó chủ neo có một điểm lợi rất lớn mà thợ neo có một điểm hại rất lớn <laughs> bây giờ tôi sẽ khai cho cả gia cùng nghe đã nói chia sẻ là mình phải chia sẻ cho nó ra ngọn ra ngành đúng không mọi người Nói là phải nói hết chứ không được giấu giếm, không được ba xạo đúng không mọi người? Tôi là vậy. Đó, tôi thấy nó là cái gì nè. Nếu mà mình làm double YouTube đó mà mình là thợ neo đó nó thiệt thòi cho mình có một chỗ là chúng ta bớt nóng tánh. Thí dụ như hồi xưa mình làm cái channel đó, con chủ nó nói giận mình là mình cuốn gói ra đi thằng chủ mà nó ăn hiếp mình là mình cũng cuốn gói ra đi cái tiệm neo nào mà nó có khách đông hơn một xíu là mình cuốn gói ra đi cái trong tiệm neo mà con thở nào mình không thích mình sẽ cuốn gói ra đi mà ngay cả con khách nào trong tiệm neo mình không thích mình cũng sẽ cuốn gói ra đi đó là coi như hồi xưa mình làm cái thế này này đó là nhảy tiệm nhiều tiệm nào mình thích mình sẹt vô mình làm dâm ba tháng tiệm nào không thích mình sẹt đi qua chỗ khác làm dâm ba tháng khi chúng ta làm w youtube mình làm cái việc đó nó bất lợi nó bất lợi có một điểm rằng á là không phải tiệm neo nào ông chủ neo nào cũng chịu làm xe cho cái số thợ chuyên nhảy hay làm không lâu là bởi vì họ phải cần lấy lý lịch rồi họ còn phải điền đơn làm nhiều thủ tục khác phía sau tiệm neo với lại người làm thuế lắm cho nên tất cả những ông chủ neo không thích thợ neo nhảy quá để làm w youtube đó mà bản thân mình làm YouTube mình muốn cái lý lịch của mình nó rõ ràng nó đẹp mà mình nhảy quá nó cũng bất lợi cái thằng mà chính phủ á cái ông chính phủ mà giữ thuế của mình cũng điên cái đầu gì mình luôn sao mày làm gì mà nhảy hoài gì mày cũng tháng mà nhảy một lần ba tháng mà nhảy một lần nó cũng mệt đúng không mọi người đó thì cái đó là cái tai hại lớn nhất của người thợ neo người thợ neo nào mà làm YouTube là mình phải cần điềm tĩnh lại và làm kiếm một chỗ nào mình cảm thấy à thằng chủ nó dễ thương nhưng hùng lấy hùng thằng chủ đó nó vui vẻ nhưng hùng Lê hùng nó đẹp trai nhưng hùng lấy hùng à, tôi thấy uh, tiệm này kết ở ngang kết cha hùng này đó Nó ngang tôi vô tôi sẽ làm lâu dài với cha hùng lấy hùng như vậy thì mình sẽ nên chọn cái tiệm nào lâu dài để mình làm w youtube và mình làm ở đó nó cố định còn cái tiệm nào mà mình cảm thấy như là đường nó quá xa xôi uh, Khu khách này mình vẫn chưa có hài lòng mình chưa thích Thì mình đôi nói với chủ ngay Tôi không muốn làm W2 là bởi vì tôi tin là tôi sẽ nhảy tiệm tôi muốn thích cái tiệm này Đó bởi này, cho nên là cho 2-3 tháng nữa tôi dọn qua chỗ khác Rồi đi qua tiệm khác tìm cái đúng cái địa thế của cái tiệm mình muốn Và mình làm lâu dài Để mà mình có thể suy nghĩ là mình nên làm W2 hay là 1099 Đó là cái điểm mà của người thợ nên làm còn ông chủ tiệm neo thợ nào muốn làm w youtube hơn 50% là những người thợ đó đã muốn làm lâu dài với cái tiệm mình rồi cho nên các anh chủ cố gắng hướng dẫn tận tình về cách để bị YouTube cho người thợ và nên trích ra một khoản tiền trả thêm cho người thợ đó cũng ok bởi vì mình sẽ có được một người thợ làm lâu dài với mình đó mà mọi người nghĩ coi cái thế giới neo bây giờ nó loạn hết trơn hết trọi rồi ai ra mở tiệm cũng được Ai ra làm neo cũng được. Rồi đã vậy thì tiệm neo thì mình cứ nhảy tới nhảy lui cái tiệm neo nào cũng cần thợ. Bởi vì cho nên đây cũng là một cái dịp mình cần hiểu rõ về cách làm thuế W2 quyền lợi của mình như thế nào để mình có thể tặng thêm cho người thợ nào muốn làm lâu dài với tiệm chúng ta thì cái cách này cũng rất là hay. Tôi thấy cái điểm này cũng rất là lợi. Nếu mà si ra như vậy cho nên các anh chủ neo ráng thông cảm và ráng hướng dẫn thợ chuyển qua làm W2 là tôi nghĩ rất là an toàn. Đúng không mọi người? Đúng không? Thì mình thấy là nó có lợi đôi bên. Nó có lợi rất là đôi bên. Còn nếu mà sau một thời gian tới khi mà kỹ nghệ neo chúng ta mà nó cải cách đâu vào đó rồi đó, mình cũng sẽ rất dễ nhận dạng được. Đâu là thợ sống lâu năm và đâu là thợ nhảy và thợ không có làm lâu năm. Đó cái điểm này nó quan trọng nha nhiều lúc mà nói thiệt nha mọi người nghe mình là chủ neo cái à, mình đâu có đâu có cái vụ mà interview hay là coi lý lịch hay là này nọ đâu có thợ thợ neo không thấy bà đâu có khai cho mình nghe đâu đâu có thợ neo mà tự khai đâu mình toàn là gọi điện thoại không ờ à, em ơi em làm lâu năm rồi chưa em làm bao nhiêu năm em biết làm món gì món gì rồi sau đó rẹt rẹt cái sách gói lên làm thôi chứ mình đâu có hỏi chi tiết ê mày mày nói tao nghe cái lý do tại sao tiệm trước mày nghĩ vậy à con chủ nó chửi mày hay là mày chửi con chủ rồi mày mày khai tao nghe đâu có ai nói như vậy đúng không mà cho dù nó có nó cũng không nói cho mình nghe nữa không lẽ tự nhiên nói cho anh ơi anh, anh cái tiệm đợt trước là con quỷ chủ nó cà chớn bởi anh đứng lên tán nó bạc tay em nghĩ ai nói như vậy trời ơi, ai đâu mà nghĩ tự nhiên ai đâu mà nhận mình là người xấu đúng không bởi vì lúc nào người ta cũng hay nói những cái gì cho nó bùi tai để vô làm cho xong thì khi mà vô trong tiệm rồi đó mình lúc nào mình cũng lờ mờ mình nó chọn không biết cái thằng quỷ gì nó làm mình lâu năm hay là nó làm có hai tháng rồi nó nghỉ hay là nó ai rủ rủ của nó nghỉ rồi mình cũng không biết nó là như thế nào thì nếu mà nó là người chỉ muốn làm 1099 thôi là các anh chủ neo cũng không có nên mơ mộng gì nhiều vì cái thằng thợ này thế nào nó cũng bỏ các anh chị ra đi là bởi vì tiền lương nó là tiền lương 1099 còn nếu mà anh chủ này nói anh anh em muốn làm W2 thì các anh chị chủ đó nên thương thằng thợ mới này là bởi vì à, ta thấy mặt mày á ba trợn gì mà cũng được nghe mày mày biết W2 coi như là mày nghĩ uh, tương lai sáng lạng ngang không biết có phải là mua nhà mua cửa hay là bảo vợ bảo, bảo lãnh vợ con gì không mà nói chung là mày uh, ở chỗ là tao hài lòng lắm rồi đó mày như vậy thì mình làm chủ mình cũng bớt phiền lo mình nhận dạng ra liền W 2 thì nó ở làm lâu mà Tenai thì nó nhảy như cò vậy đó bởi cho nên là mình có thể nhận dạng ra được liền cho nên chúng ta nên suy nghĩ kỹ về vấn đề W 2 và Tenai đi cho hồi nào giờ tôi nói thiệt là bao nhiêu năm nay mình làm neo mình cứ nghe nó phong phanh đó 2 youtube thế này nhưng mà mình không có hiểu rành đó rồi mình cũng không cứ mình cũng nghi ngờ không biết là cái quyền lợi này có sự thật hay không nhưng bây giờ là tới thời điểm chúng ta nên té ghế nè té ghế thời điểm này tôi tin chắc là các anh chị rất là là lịch sự lạc thiệp không có nói ra cho mọi người cùng nghe thôi chứ thật ra là té ghế hết là bởi vì có người xin được tiền thất nghiệp và có người không Có người người ta yêu cầu ở nhà lâu hơn vì virus Nhưng có người lại rất thèm khác đi làm Là bởi vì sao? Bởi vì cái W2 mà ra hết trơn các anh chị Mình khó W2, mình có ăn tiền thất nghiệp Là tự nhiên cái mình sợ con virus hả à? Tôi nói có tiền là nó sang, nó đẹp và nó văn minh Nó chỉ thế thôi còn không tiền là muốn văn minh cách mấy cũng không được mình có tiền mình sợ con virus mình nằm nhà mình khuyên khích chính phủ ờ à nhốt tôi nữa đi nhốt dâm ba tháng nữa đi chờ hết cái con virus rồi tôi đi làm cũng được tại vì tính mạng tôi vì tôi sợ chết đó còn những người anh chị nào mà nằm trong có hoàn cảnh ten nay mình chưa có tiền thất nghiệp mình xin hoài nó không cho rồi mình đi xin tiền thuế Thuế mình nói láo quá trời Nó cũng không cho lý lịch của mình Thì bị bị lũng lỗ chỗ này Lũng lỗ chỗ kia Rồi mình cứ đi cầu cứu mà nó không có ra tiền Thì chỉ còn có một cách là mình hy vọng Cái tiệm neo mở lẹ lẹ Dùm con cái để con ra đó Con sách giỏ đi làm để cho nó có tiền Thì cái nỗi khổ đó không lẽ giờ mình lên đây Mình nói người ta cười Đúng không? Tánh mạng Virus ai là không sợ Sợ sao không sợ? Mà không lẽ giờ tự nhiên nói chứ trời ơi nói nghe nè đi làm lẹ đi trời ơi tôi bị hết tiền rồi Nói gì đúng hơi kỳ đúng không Trời ơi hết tiền rồi rồi cái người mà làm youtube người ta có tiền rồi đó người ta nói chứ chứ bộ mẹ em sợ chết hả mày Virus nó đầy đường nó mày còn ra đường nó mày làm cho nó bị chết làm sao Đó thì bây giờ thử nghĩ đi cái những người mà người ta làm 1099 đó là bây giờ đang bị té ghế Mà nếu mà mình té ghế rồi hy vọng là mình nên cải cách đừng nên để cho nó ké té ghế hoài nó cũng mệt nó cũng đau đít chứ bộ nó cũng mệt chứ bộ đúng không theo tôi nói gì nó cũng dễ hiểu phải không bởi trên bây giờ tôi khuyến khích người nào làm thế ráng cố gắng suy nghĩ để chuyển qua cái w youtube rồi khi mà mình có cái youtube rồi đó mình có cái lý lịch thanh cao mình có người yêu thì mình cũng chọn được người yêu thanh cao đi bảo lãnh gia đình cũng dễ mình mua xe mua nhà cũng dễ mà lỡ lỡ mà có thất nghiệp cỡ như thế này mà bây giờ thí dụ như con virus 19 này nó đẻ ra Rồi qua năm tới nó có virus 20, virus 21 Hay nữa là dần mòn dần mòn lên tới virus tới 100 tiền sao Đúng không? Thì ra là mình cũng có thể khai được tiền thất nghiệp Lỡ cái chuyện gì tai nạn trong mình Trong gia đình của mình thì mình cũng có thể khai được tiền thất nghiệp để có tiền mình sinh sống Chứ nếu mà mình cứ làm cái tên này nay hoài mà mình biết đời đi về đâu Nó rất là cực Nên tôi thấy là mọi người nên ráng suy nghĩ lại về cái vấn đề thuế này không phải vấn đề lợi hay không lợi ăn gian nhiều hay gian ít mà là vấn đề căn bản phòng ngừa lỡ mình té ghế nó rất là quan trọng đúng không mọi người California bắt buộc phải làm W2 từ lâu rồi hả nếu tiệm nào vẫn trả thì nay thì sẽ bị phạt hả Ồ thiệt luôn á hả Ở Thị vậy cũng đỡ quá ho Như bên bang Cali nó cũng đỡ Nhưng mà nếu mà bên Cali nó bắt buộc chạy đắp YouTube Thì ráng khai cao cao một xíu Để lỡ mình có thất nghiệp thì mình cũng được tiền nhiều nhiều hơn xíu <laughs> Chứ nếu mà mình làm đúng YouTube mà mình khai đó tiền quá Thì mình cũng không có được tiền thất nghiệp cao đâu đúng không Cho nên mình khai, mình ráng cố gắng làm sao mà mình khai cho nó trọn gói Nó có quyền lợi đủ kiểu cho mình Và nó phải đúng cái lý lịch của mình nữa Chứ dụ như bây giờ mình làm tiền nhiều Mình làm cả ngàn đồng tuần mà mình khai có 200 tiền thuế thì nó cũng kỳ Mà 200 tiền thuế nó đâu có bảo đảm cuộc sống mình được gì đâu Lỡ mình tế ghế mình vẫn đau như thường Bởi vì mình rất suy nghĩ lại là mình làm được ngàn đồng tuần Thì cái tiền W2 mình ít nhất phải là 7-800 Hay là 6-700 gì đó Có nghĩa là phải ít nhất là 6-70% gì đi Đó thì có nghĩa là khi mà mình tế ghế Thì chính phủ đó còn cho mình được 4-500 Đó chứ bây giờ nếu mà mình làm ngàn đồng Mà mình khai W2 có 200 chính phủ cho 50 bạc Làm sao, làm sao sống vậy cũng hơi kỳ bởi cho nên là mỗi người nên khuyến khích đi tư vấn với lại CBA người có văn bằng chuyên nghiệp để hướng dẫn mình và đồng thời mình hiểu được cái lý lịch W2 và mình khai cái W2 nào cho nó trọn vẹn cho nó tốt còn nếu không mà vấn đề ăn gian thuế thì tính sao năm tới thì mình nghĩ tới cách để mà để mà ăn gian cũng chưa có muộn <laughs> đúng mọi người thôi hôm nay cái chương trình của tôi lên đây tâm sự mọi người tới đây thôi nếu mà quý vị nào mà có thương mến tôi thì xin quý vị hãy cho share và like cái video này dùm cho hồng ly hùng để cho tôi cái nhan sắc tôi nó được đi nhiều nơi hơn nữa và đồng thời quý vị nào mà mà tò mò thêm về vấn đề website hay là làm marketing thì xin quý vị hãy ủng hộ công ty fast boy À, chút nữa Hồng ly Hùng sẽ uh, tag cái công ty Fast Boy vào trên cái uh, topic này Thì quý vị có thể tò mò thêm để mà mình có thể cải cách cái cách làm việc của mình và làm cho cái tiệm nail của mình Nó được sang hơn, nó đẹp lộng lẫy như là nhan sắc của chúng ta hơn <laughs> Bye cả nhà